Thông tin từ Cục đường cao tốc Việt Nam, 8 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đã được đàm phán với nhà đầu tư và ký hợp đồng. Mục tiêu đến cuối năm 2024, các trạm đều hoàn thành công trình thiết yếu. Theo báo cáo của các ban quản lý dự án, 3 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45, Diễn Châu Bảy Giọt, Cam Lâm, Vĩnh Hảo có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 8 năm nay các dự án trên tuyến Nha Trang Cam Lâm như Sơn Diễn Châu có thể bàn giao một phần mặt bằng trong tháng 8 năm nay và dự kiến hoàn thành trong tháng 9 tới. Riêng dự án Phan Thiết Dầu Dây dự kiến trong tháng 10 mới có thể bàn giao toàn bộ mặt bằng. Đối với hai trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết, việc hoàn thành bàn giao diện tích mặt bằng sẽ diễn ra trong quý tư năm 2024.